nấm linh chi nè, nấm linh chi một loại, một loại này nấm dạng nhân tạo nè, nhân tạo là người ta đem về người ta nấu rồi, rồi xong rồi nấu người ta như là người ta tạo màu ở trên đây nè để cho nó đẹp, còn cái một nấm tự nhiên nó như này, chứ nó hái xuống là như này đó. Cái này người ta nói nè, ví dụ như cái nấm này bình thường là mình mua nó sẽ có màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ đậm, màu đỏ màu bóng luôn á. Là cái ở đây người ta nói những cái nấm đó là được tẩm ướp rồi nên nó sẽ phun màu cho nó bóng, nó đẹp, nó sẽ trưng bày trong cái những cửa hàng lớn người ta bán, người ta bán với giá rất là cao. Còn ở đây nấm này là những cái nấm mà nấm tự nhiên, nấm thiên nhiên á, thì nên cái nấm nó sẽ nhỏ hơn, với lại nó sẽ xấu hơn là những cái nấm được trồng trong nhà kính. Cái này nó có trồng trong nhà kính nữa đó. Thì ở trên mấy cửa, mấy cái cửa hàng ở trên núi nè, nó bán nè, cửa hàng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà hàng hầu như hàng nào nó cũng có, nhưng mà nó đảm bảo hàng chất lượng. Táo nè, táo này ăn là khác xa với táo mà mình hay mua ở Việt Nam nữa, ngọt liệm luôn, cái vị của nó ngọt khác, nó dẻo lắm, thơm rồi không? Ngon ơi, cái này ngon thiệt ha. Ngon, ngọt ngay luôn. Ủa, vậy là ông kia là chủ hả, chứ không phải ông này hả? Để hỏi hả? Cái này là, đây là cửa hàng nấm bán đủ loại, tất cả các loại. À, bán đủ loại, tất cả các loại nấm và các dược liệu. Cái này là mình được trồng ở trên núi. Táo nào cũng nhiều, táo tự trồng, táo bên đây cũng có táo của Trung Quốc nữa chứ không phải là của Hàn Quốc không. Rồi ví dụ nấm này cũng vậy nữa, nó sẽ có hàng giả, hàng từ Trung Quốc qua nữa. Thì mọi người mua hàng thì phải có nghĩa là mình phải có người quen hay gì đó biết tiếng Hàn, là những người nào mà sinh sống bên đây đó, để người ta biết được hàng của nó. Mẹ ơi, ví dụ như táo này nè, táo này là của bên đây người ta trồng, tại vì cái khu này em tới khu này nhà bạn em nó ở gần trên núi nên nó có đầy, hầu như nó có đầy đủ hết á. Cái này nó mua nó cũng hơi dễ hơn bình thường, và chất lượng với lại nó giá thành nó cũng ok hơn là những cái cửa hàng đó. Biết tiếng Hàn, là những người nào mà sinh sống bên đây đó, để người ta biết được hàng của nó. Mẹ ơi, ví dụ như táo này là của bên đây người ta trồng, tại vì cái khu này em tới khu này nhà bạn em nó ở gần trên núi nên nó có đầy, hầu như nó có đầy đủ hết á. Cái này nó